Hello hello, chào mừng tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà ở Pháp Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với khu nhà lầu đồng bộ 50 căn nằm trên trục đường Nguyễn Ánh Thủ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12. Một khu nhà có tổng số tầm 40 đến 50 căn nhà và đã bán được rất nhiều rồi, chỉ còn sót lại có 3 căn nhà phố thôi nha. 4 căn. Chỉ còn sót lại 4 căn thôi. 2 căn hướng chính nam và 2 căn hướng chính bắc. Giá ở đây bây giờ sẽ là từ 4 tỷ 8 tới 5 tỷ nha mọi người. Một bên hướng nam và một bên hướng bắc. Bên tay phải trên phải màn hình của cửa hàng sẽ là hướng bắc nha. Và bên tay trái sẽ là hướng chính nam. Hướng nhà như vậy và với con đường trước nhà rộng lên tới 15 mét. Đường xe hơi tránh nhau thoải mái nha. Và xe hơi đậu trước nhà. Đây, chúng ta sẽ đến với một căn nhà cực đẹp ở khu vực này. Và các gia đình ở đây thì cũng đã dọn về ở rất nhiều rồi, thì bây giờ về thì cực kỳ sung luôn. Ở đây một nơi lý tưởng để cho nhà mình mua để ở và làm văn phòng công ty nha. Con đường rất rộng nha mọi người. Hẻm tới 15 mét nha. Và xe hơi đậu thoải mái nha. Xe 7 chỗ này. Ban ngày thì đậu thoải mái, tối thì chúng ta chạy vào nhà. Kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu. Cách trục đường chính Nguyễn Ánh Thủ khoảng tầm 200 mét thôi. Và cách đường nhánh của đường Nguyễn Ánh Thủ khoảng tầm 15-20 mét nha. Đường nhánh phía ngoài. Và đây là trục đường chợ của chợ Hiệp Thành, rất gần với quận Gò Vấp, cách quận Gò Vấp khoảng tầm 3 cây số nha. Và di chuyển về sân bay thì mất khoảng 20 phút đi xe máy. Chúng ta cùng Hưng tham quan căn nhà phố mà hôm nay bà Hưng muốn gửi tới mọi người nha. Và chúng ta sẽ đến với một căn nhà hướng chính nam với diện tích ngang 4m2, độ dài là 17m, diện tích cực lớn luôn nha mọi người. Với kết cấu một trệt một lửng được đúc kiên cố 3 lầu. Nhà mình đúc kiên cố tới 4 tấm rưỡi, đúc từ trên xuống dưới luôn. Và căn nhà này sẽ có khu vực gara ô tô cực dài, phòng bếp, phòng lửng là phòng khách. Chúng ta có 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, khu vực phòng thờ và phòng giặt cũng như là sân thượng sau. Nhà mình thì không có sân thượng trước nha, làm full luôn. 5 phòng ngủ, mặt tiền thì được làm theo kiểu kiến trúc cổ điển Pháp. Căn này thì đang được giao bán với giá là 4 tỷ 950 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn thương lượng với anh chị chủ nhà. Có nhà mình thì sẽ có 2,5 m, tầm 2,5 m, 3 m khu vực vỉa hè. Đây là con đường hẻm. Con đường hẻm rất rộng nha, hẻm 15 m. Và cách trục đường số của trục đường Nguyễn Ánh Thủ khoảng tầm 30-40 m thôi. Một nơi lý tưởng để cho nhà mình mua để ở và làm văn phòng công ty. Và chúng ta cùng di chuyển vào bên trong nha. Căn nhà này trước tiên sẽ có một lớp cửa cổng bằng sắt sơn đồng cực kỳ chắc chắn phía ngoài. Và một bộ cửa cuốn bên trong rất an toàn và an ninh nha. Di chuyển vào trong đây sẽ là khu vực đậu xe hơi, gara ô tô. Khu vực gara ô tô này thì được chủ nhà đổ bê tông, đan sắt. Sẽ được ốp gạch bóng kính gạch 80 nha, màu cam. Nó dài khoảng tầm 8 m, thoải mái cho nhà mình đậu được xe tải, xe bán tải hoặc là xe 16 chỗ cũng như là xe hơi 5-7 chỗ đậu thoải mái vô tư nha. Trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao và được làm một bức tranh mà nó thành công. Tường sẽ được ốp gạch 1m260, chạy chỉ cực đẹp. Hướng nhà là hướng chính nam. Căn nhà mình diện tích lớn nhất khu, ngang 4m2, dài tới 17m. Mấy căn kia chỉ có 4m2, dài 16 thôi. Và giá chào bán của nó cũng rẻ nha, 4 tỷ 950 triệu đồng. Chúng ta di chuyển vào trong đây sẽ là khu vực không gian cầu thang. Đối diện sẽ có một bức tranh cực đẹp. Và với tay vịn và trụ là gỗ gõ cao cấp nha. Được ốp đá. Ốp đá đỏ màu mới nha mọi người. Và bên trong sẽ là không gian phòng bếp của nhà mình.
Khu vực không gian phòng bếp này thì được chủ nhà làm cực kỳ rộng. Ở đây chúng ta sẽ có gạch 80 và phòng bếp thì được làm giật cấp lên cao khoảng tầm 10 phân. Vẫn được ốp gạch lên tường 1m260. Trên thì cũng được trang trí trần thạch cao sơn nhũ vàng. Bộ tủ bếp sẽ là tủ gỗ căm xe, gỗ sồi, cực kỳ đẹp và chắc chắn. Khoảng để tủ lạnh thì rất rộng, rộng khoảng tầm 1m nha mọi người. Căn nhà này với diện tích lớn nhất khu, 4m2 dài tới 17m nha. Phía trong này chúng ta có khoảng giếng trời. Đây, khoảng giếng trời này thì rất rộng rãi nha. Có làm một bức tranh đá này, ốp gạch sạch sẽ hết luôn. Đấy. Và sau cùng này thì có một cái nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh của nhà mình. Có tới 5 phòng ngủ trong căn nhà mình. Và có 5 toilet. Khu vực phòng lớn là phòng khách. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng ngược lại. Giá bán là 4.950.000.000 đồng. Vẫn còn thương lượng với những vị khách hàng nào nhanh tay nhất, gọi về tới bên nhà đất Bác Hưng theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình. Và chúng ta cùng Bác Hưng di chuyển lên khu vực tầng lớn nha mọi người. Anh chị nào đang xem video, chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video mới của nhà đất Bác Hưng nha. Đây, di chuyển lên trên tầng lửng này thì chúng ta được bố trí không gian phòng khách rất thoáng và mát nha. Đây là tầng lửng của nhà mình. Rộng rãi. Vẫn là sàn gạch bóng kính 80 nha mọi người. Bên này sẽ được dán tranh phong thủy. Tường thì cũng được sơn nước trắng. Cực làm rất là chắc chắn luôn. Phía sau này sẽ là khu vực giếng trời. Và đây có trang trí khoảng trên có sơn một bức tranh này. Ở dưới trời rất thoáng nha. Một con đường hẻm cực rộng lên tới 15m, thoải mái cho nhà mình mua để ở và làm văn phòng công ty, cũng như là chúng ta mua để cho thuê. Ở đây chúng ta có thể cho thuê được khoảng tầm 15 triệu đồng một tháng nha. Và Hưng cũng có nhận cho thuê luôn. Giá này thì cũng đã bớt rồi, trước đó thì giao tới 5.2 cơ. Bớt chỉ còn 4.950.000 thôi mà vẫn còn bớt được nữa. Di chuyển lên trên đây sẽ là hai phòng ngủ ở lầu 1. Phòng nào cũng có riêng một toilet và cửa sẽ là cửa căm xe. Sàn gạch bóng kính gạch 60 giá gỗ nha. Tường sơn màu trắng kem. Đấy, phòng ngủ rất rộng nha mọi người. Và quý vị khách hàng nào đang quan tâm đến căn nhà này, hãy alo trực tiếp về tới nhà đất Bác Hưng để được sở hữu với giá ưu đãi nhất. Và để không bỏ lỡ những video mới của nhà đất Bác Hưng thì chúng ta hãy nhớ ấn chuông để theo dõi video mới nha. Đây, chúng ta cùng xem ngược lại. Phòng rất rộng nha mọi người và dài. Đã có sẵn đường ống máy lạnh và đường cáp truyền hình cáp wifi rồi. Đây là toilet này, cực rộng luôn. Toilet làm rất lớn nha. Bồn cầu lavabo nguyên khối hàng inox hết, có vòi tắm massage. Phía sau này sẽ là phòng ngủ số 2. Nhà mình có cửa sổ thông ra phía sau luôn, cực kỳ thoáng nha. Cửa vào phòng ngủ vẫn là cửa căm xe. Toilet riêng từng phòng một. Một căn nhà cực đẹp, cực kỳ rộng rãi, diện tích lớn. Cách quận Gò Vấp khoảng tầm 3 km thôi. Và chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất thì mất khoảng tầm 20 phút đi xe máy nha. Nhà rất rộng, rất thoáng luôn. Giá chỉ hơn 4 tỷ có ngay một căn nhà đẹp. Tới 5 phòng ngủ, trệt lửng, đúc kiên cố tới 3 lầu. Và chúng ta di chuyển lên trên tầng 2 sẽ là phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Trên này thì cũng được bố trí giống y với bên dưới. Chúng ta sẽ lướt sơ qua và cùng nhau tiến lên trên. Đây là phòng ngủ số 3. Này, giống y bên dưới luôn.
hãy nhớ đăng ký kênh để nhận video mới nha. Còn đây là phòng ngủ số 4. Chúng ta di chuyển lên trên sẽ là khu vực phòng ngủ số 5 và khu vực sân thượng sau để giặt và phơi đồ. Nhà hướng nam thì rất mát luôn. Đây là phòng ngủ số 5 nha mọi người. Có thể làm phòng thờ được. Phía sau sẽ là khu vực sân phơi, giặt đồ. Ở đây chủ nhà có làm bố trí ốp gạch hết rồi, có mái và khung sắt hết. Và video của bác Hưng đây là kết thúc rồi. Quý vị khách hàng nào đang quan tâm đến căn nhà này, hãy gọi cho Hưng để được đi xem và sở hữu với giá tốt nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.